Xin chào tất cả các bạn phụ huynh. Xin phép mình gọi là các bạn vì chắc là các bạn đa phần chắc ít tuổi hơn mình. Đã dành một buổi tối thứ Bảy gọi như là để đến cùng với nhà trường để trao đổi về những vấn đề mà tôi nghĩ rằng cá nhân tôi cho rằng bây giờ đang rất là thời sự, đang rất là đặc biệt trong giai đoạn Covid này, đặc biệt trong giai đoạn các con phải ở nhà rất lâu như thế này thì cái vấn đề học trực tuyến, học online, học như thế nào. Nhưng mà tất nhiên đây là không, vấn đề này nó không phải là tại Covid mà có, mà trước đây nó đã có sẵn. Thì là tôi cũng chia sẻ một chút về với các bạn là tại sao mình lại đi theo con đường này. Bởi vì phải nói là khi mà tôi là học, thực ra mình không học gì về công nghệ thông tin cả, mình học toán, sau đó thì mình cũng không phải là làm kinh doanh. Nhưng mà đến năm 1999 khi mà FPT mà định làm công tác xuất khẩu phần mềm ấy, thì lúc đấy tôi được tin tưởng giao nhiệm vụ. Phải nói là rất là lo lắng, mình không có kinh nghiệm và không có kiến thức về những cái vấn đề công nghệ thì đại khái mình còn nạp nhanh được vấn đề kinh doanh nhưng hoàn toàn mình không biết. Thế rồi sau đó thì cũng chia sẻ với anh em, thì anh em đi theo thì cũng không biết lắm, nhưng mà chúng ta cũng xác định cái rất rõ là rồi chúng ta đi con đường mới, đi ra con đường mới, đi ra thế giới thì tốt hết chúng ta phải sẵn sàng là học tất cả mọi thứ. Thì trong quá trình dẫn dắt FPT Software đi ra nước ngoài trong vòng gần 20 năm thì tôi mới thấy rằng hóa ra là năng lực tự học là một năng lực cực mạnh của thanh niên Việt Nam. Đây có thể so sánh được rằng là không những so sánh được với thế giới vì chúng tôi thường xuyên phải cạnh tranh với các đối thủ khác. Trong điều kiện chúng ta không có trường lớp, không có hệ thống đào tạo tốt thì chính cái năng lực tự học đấy đã giúp thành công. Tôi hay kể lại một chuyện mãi của một bạn ở quê ở Nam Trực ấy, tức là khi mà bạn ấy được một công ty ở bên Pháp họ sang họ phỏng vấn mà họ trao hẳn một cái giải thưởng rất lớn. Và tôi rất ngạc nhiên vì tôi cũng chẳng bao giờ không biết bạn ấy là họ sang tận đây, lãnh đạo họ sang tận đây và họ nói rằng là chúng tôi có những cái trong cái phần cái sản phẩm của tôi có một cái lỗi mà mấy chục năm nay chúng tôi không phát hiện được, biết rồi nhưng không thể nào tìm được. Nhưng mà cái bạn đấy thì, là bạn tên là Cường, bạn đã mày mò ra được. Chỉ trong thời gian có mấy tháng bạn đi sang công tác ở bên Canada, bạn đã mày mò ra được. Thì khi mà quay trở lại với môi trường giáo dục ấy, thì tôi mới nghĩ rằng là cái môi trường giáo dục hiện tại kể cả đại truyền thống ấy, thì nó rất là tốt, nó không phải tốt nhưng mà nó cũng là bình thường, nhưng mà tôi vẫn tin rằng nó chưa gọi là phát huy được tất cả những cái năng lực của các học sinh. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn ép nó vào trong khuôn khổ là nó phải học từ lúc này đến lúc này, theo thời gian thế này và những cái học viên nó không được tự do để có thể học theo cái cách mà họ thích nhất. Thì chúng tôi mới gọi như là đã thống nhất với các anh lãnh đạo ở trên và chúng tôi quyết định phải khởi năm 2015 thì đã gọi như là khởi xướng FUNiX như một cái thí nghiệm lớn để xem là thực ra các bạn trẻ có thể tự học học tất cả mọi thứ trên cái thế giới này, đặc biệt với sự trợ giúp của internet. Thì khi mà bắt đầu cái điều đó thì thực ra tôi cũng, các anh bạn tôi nói thế không gọi là challenge kinh lắm, cũng thách thức lắm. Thế thì cái này có gì mới, nó có cái gì hay so với tức là so với triết lý sư phạm. Thực ra một cái trường thì quan trọng nhất là cái triết lý sư phạm của nó trước đã, rồi các công cụ là internet hay không, rồi tool tiếp, rồi công cụ thế nào nó là cái thứ hai. Thì tôi mới đi tìm hiểu về lịch sử giáo dục của thế giới, lịch sử ngành sư phạm thế giới và đặc biệt là những ở Việt Nam này. Thì tôi mới thấy trong ngôn ngữ mình có hai chữ rất là hay mà xưa đến nay chúng ta không, tức là trong ngành giáo dục ít khi để ý đến, tức là cái mà các cụ nhà mình đã dùng rồi, hai chữ là học hỏi và dạy dỗ. Thì các cụ đã hay rất dùng là phải đi học hỏi, thứ hai là phải dạy dỗ người khác. Thì trong mỗi cái chữ đấy nó có hai bê vế. Nếu mà chữ học hỏi thì cái chữ hỏi là thứ chúng ta không hay để ý. Chúng ta hay quan tâm đến khía cạnh học, chúng ta phải bắt học sinh để học rất là nhiều, chúng ta rất ít thời gian để học sinh hỏi, gần như là không có luôn. Khi mà tôi nhìn đến đây là như vậy là trong toàn bộ giáo dục của cảm nhận chúng ta bỏ qua. Nếu chúng ta nhớ lại hồi bé các trẻ con nó học thế nào chỉ bằng cách hỏi. Tôi nhớ lại trong khi mà chúng tôi đi ra nước ngoài thì tôi làm ra thì tôi chỉ hỏi, tôi không biết đến đâu thì hỏi đến đấy. Thì tôi mới thấy rằng như vậy hỏi chính là học. Hỏi là cái học tích cực nhất mà các cụ đã đúc kết rồi, phải không? Và có thể chúng ta đã trong một lúc nào đó đi chạy theo một số lượng, chạy theo thành tích, chạy theo rất nhiều những cái chỉ tiêu chúng ta đã quên mất. Nhưng mà cái điều đó Và cái thứ hai là cái chữ dạy dỗ, tôi cũng đã nói. Bây giờ thì rất nhiều người đã nói rồi, tức là cái dạy không quan trọng bằng dỗ. Tức là nó hai cái này nó liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu mà các bạn dỗ tốt thì tự nhiên nó sẽ học, thì không phải dạy. Giống hết gọi như là liên tưởng đến cái việc hồi xưa anh dỗ trẻ con ăn. Nếu mà mình dỗ nó tốt thì nó ăn đến buổi đến là nó ăn, đâu cần mình phải suốt ngày phải đút phải mống đâu. Thì đâm ra như vậy, nhưng mà cái hệ thống giáo dục truyền thống tạm gọi thế đi cũng dành rất ít thời gian để dỗ. Các cô giáo cũng không được tuyên vinh, các thầy giáo không được tôn vinh, vì dỗ chẳng được tôn vinh gì cả, nó dạy thì được tôn vinh hơn. Vì thế đâm ra cái năng lực dỗ là nó bị tạm gọi là thui chột đi trong cái sư phạm. Thì trong cái FUNiX thì chúng tôi đặt ra hai cái thì để trả lời các cái gọi là tạm gọi là nhà đầu tư đi, những cái người mà ủng hộ chúng tôi là tại sao phải ủng hộ tôi, thì tôi nói không bao giờ tôi nói chữ online hay trực tuyến, chứ đấy không quan trọng, cái đấy nó chỉ là công cụ. Quan trọng nhất FUNiX là một trường các con sẽ học bằng cách hỏi. Sang những trường ở trường là tất cả những người còn lại, tức là cái môi trường của trường, mentor Hannah rồi bọn tôi, rồi là giám đốc hay là phó giám đốc nãy các anh ấy gọi như là giới thiệu, hay là nhân viên phòng đào tạo đều là những người dỗ viên. Chúng tôi gọi để thay vì chữ giảng viên chúng tôi gọi là dỗ viên. Làm thế nào động viên các con, động viên các học sinh để nó học. Thì sau đó thì thực ra là hai bên cùng nhau một cái gọi là cái triết lý như vậy thì cùng nhau mới bắt đầu thôi. Thì lúc đấy chúng tôi mới bàn đến cái chuyện lấy giáo trình ở đâu. Thì tất cả những này thì thực ra với thời đại internet này thì vấn đề nó quá đơn giản, tất cả các giáo trình đều có đầy đủ trên mạng cả. Tất cả cái thông tin mà chúng ta muốn có, rất là chúng ta cần sẽ có, chúng ta muốn tìm ở đâu cũng có cả. Và thứ hai, internet, cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó cấp chúng ta một cái rất quan trọng là một cái công cụ để kết nối. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy ngay, chúng ta đây này học hành bây giờ đấy. Công cụ để mà học sinh khi mà muốn hỏi thì có thể hỏi được bất cứ ai. Nếu mà không internet thì chuyện đấy cũng là chịu chết. Thực ra nếu mà các bạn biết thì trên thế giới nó cũng có những cái trường đã từng bị triển khai những cái quan điểm như thế này, đặc biệt là Anh và Mỹ, nhưng mà giá nó rất đắt. Bởi vì nếu mà định gọi là cung cấp một cái môi trường để học sinh bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi được thì cực kỳ tốn kém. Và hiển nhiên là những cái trường mà được tổ chức theo kiểu truyền thống không cách nào có thể làm được nếu không dựa vào internet. Rất may là tại thời đại chúng ta, đặc biệt từ năm 2012 trở đi, khi mà nó có cái MOOC, tức khái niệm là Massive Open Online Course, trở thành phổ biến, và hai Wikipedia là hai cái công cụ chính, nó trở thành một cái nguồn tri thức và được công nhận rộng rãi. Trước đó cũng, tôi nói chỉ trước đó 4-5 năm thôi, những cái đấy cũng bị question, tức là bị đặt câu hỏi rất là lớn về chất lượng. Bây giờ thì không ai dám đặt chất lượng về nó nữa rồi. Chất lượng đã được chứng minh rằng là những cái nguồn đấy là tin cậy và có chất lượng cao, đủ để mà các bạn có thể dựa vào đó mà học được. Thì triển khai thôi, thì đối với triển khai thì phải nói rằng là cũng chia sẻ với các bạn là những cái kết quả đạt được kể làm tôi cũng bất ngờ, vì thực sự là mình là người khởi xướng ra nó, nhưng mà cái cách các bạn trẻ các bạn ấy chứng minh được cái đấy trên thực tế, thực sự mình làm rất bất ngờ. Rất nhiều cái câu chuyện từ những cái bạn bé tí đã học được những vấn đề tưởng tượng rất cao siêu, tức là mình kể ra thì không ai tin được. Làm sao mà nào ít tuổi như thế mà có thể học được cái như thế này. Có những thể tính cách rất là quan trọng là không bỏ cuộc, tính cách rất là quan trọng. Mà lúc nãy anh Tuấn Anh ở bên công ty Lumi nói đấy. Bởi vì chúng tôi cho, nếu mà thi không được thì lại thi lại, không sao đâu. Nếu mà học chưa xong chúng ta có thời gian, bởi vì chúng ta nếu mà để các bạn ấy có đủ thời gian cái lần đầu tiên với con ấy, mà nếu mà muốn bắt được làm ngay, khi không làm được thì để cho làm lại. 1 tháng không làm được thì 2 tháng, 3 tháng không làm được. Khi mà nó vượt qua được những cái mốc đầu tiên đấy thì sau các bạn ấy rất là tự tin. Thì cái chữ mà học tập trực tuyến về 4.0 này tôi không thích lắm, bởi vì thực sự nó là cả trực tuyến đến 4.0 nó chỉ là công cụ thôi. Không phải là cái mong muốn, cái đích thực sự là cái mạng internet nó cho phép chúng ta, thực ra chữ internet là đủ hết, không cần trực tuyến, không chữ internet đủ hết, nó cho phép chúng ta có một kho tri thức dạy. Nếu mà chúng ta học được, các bạn học tốt thì các bạn sẽ có cái năng lực để mà khai thác cái kho tri thức đó, và cái tương lai lúc đấy thì tôi nghĩ nó vô cùng rộng mở. Tương lai này thì nó cũng không hẳn nó chỉ có ngành công nghệ thông tin. Nếu bạn học được cách khai thác cái kho internet đấy, cách khai thác những cái gọi là quan hệ mà bạn có được trong cái thời gian ở FUNiX, thì tôi nghĩ các bạn có một cái nền tảng rất là lớn để các bạn đi học bất cứ một môn gì khác. Thì quay trở lại câu chuyện là cái người chúng ta là những người gọi là các phụ huynh, tôi nghĩ là cũng đừng cùng bên với chúng tôi là những người dỗ tức là làm thế nào để mà giúp các con nó đạt được một cái việc là gì, là nó tự học cái mà nó muốn đấy. Thì chúng ta phải làm gì? Thì chúng ta đầu tiên và quan trọng nhất là phải là xác định cùng với con để xác định xem thực sự là nó muốn cái gì. Thì thực ra không biết đâu, thực ra lúc ban đầu thì tôi nghĩ rằng chúng ta quay trở lại tuổi trẻ thì hỏi muốn gì chúng ta không biết, chúng gì muốn thử. Thì cái lớn đầu tiên là phải muốn thử. Thì đầu tiên phải tôn trọng cái mong muốn là muốn thử. Thế rồi thử cái gì? Đấy, thì lúc đấy tôi nghĩ rằng là việc thử lập trình game hay lập trình gì cũng được, thì cứ thử đi. Tôi nghĩ rất nhiều các bạn tư vấn tôi là thì con nó thử được thì cứ thử đi, con không thích thì thôi, có sao đâu, nó còn bé mà. Chưa phải là vấn đề gì lớn cả. Khi mà nó quyết định được thử thì chúng ta đặt cho các bạn ấy thử cái gì mà như thế nào thì gọi là được. Thì dễ nhất là thử rồi, mình học thử một môn, như học lập trình một môn, tôi nghĩ là JavaScript hoặc Python hay là gì cũng được, nó thử xem có học qua được không. Thứ hai nữa là chúng ta tự đặt ra thói quen là giúp các bạn ấy đặt ra một cái là đặt ra kỷ luật cho bản thân mình. Tức là phải để các bạn đặt chứ không phải mình đặt con phải học cái này xong trong thời gian bao lâu ấy, thì là một cái hình thức tôi nghĩ rằng là như vậy chúng ta lại áp đặt cái mong muốn của ta rồi. Thế hỏi nó thế theo với tất cả những cái bận rộn của con như vậy, đang trên lớp như vậy thì con có thể học cái môn đấy trong thời gian bao lâu? Thì nó nói bao lâu mình cũng công nhận 2 tuần, 4 tuần, 6 tuần. Thì vì cái này làm sao mà dự kiến thế nào thì các bạn học cách tự dự kiến. Tất nhiên lúc ban đầu nó sẽ không sai, không sao cả. Các bạn đi dự kiến này, chúng ta cùng với nhau, cùng với con để đặt trong cái dự kiến là vậy một cái môn này thôi. Con thì bình thường thì chắc học 2 tuần xong, nhưng mà chắc là phải đang mùa thi chắc phải học 6 tuần, không sao cả. Nhưng mà 6 tuần xong thì lập kế hoạch về tự học này là một cái là key point, tức là một cái điểm cực kỳ quan trọng. 6 tuần đấy thì cái gì trước cái gì sau, nó gọi là chiến lược học gọi như thế đi. Thì cái này FUNiX cũng để tự do, tất nhiên chúng tôi có recommend, có gọi là nhưng mà chúng tôi để tự do, các bạn có thể đặt lại là muốn thế này trước thế này sau. Thôi mình tuần đầu thì mình sẽ học cái này, từ lúc đấy mình xem chương trình ấy, thì lúc đấy cái này cái vai trò này lúc ban đầu rất là quan trọng giữa Hana này, phụ huynh, và sẽ có sự hỗ trợ của mentor nữa, rất kinh nghiệm làm cho nó được. Nhưng cái đấy tôi nghĩ rằng là cái đầu tiên cái để các bạn đi sai không sao cả. Thì nếu mà các bạn ấy cũng suy bụng ta ra bụng người thôi, thì cái môn đầu tiên mà các bạn vượt qua được, thậm chí là cái assignment đầu tiên, tức là cái kinh nghiệm, bởi vì assignment cũng là một cái điểm thử thách nhé. Khi mà chúng tôi làm bài tập ấy, thì bài tập ở trên FUNiX ấy, là khi làm xong các bạn luôn luôn phải nói đối thoại với lại mentor, chứ không phải là đơn giản là làm nộp là xong. Đối thoại tức là phải lý giải là tại sao làm như thế. Thì cũng làm thử thách mà tôi nghĩ là nhiều bạn cũng coi như là cũng một thử thách nhỏ để vượt qua đi. Tôi muốn rằng các em học được cách là chúng ta không những chỉ làm được mà chúng ta phải nói được, chúng ta phải giải thích được, phải gọi như bảo vệ được cho những cái quan điểm của mình. Thậm chí thầy có thể sai, không có gì cả, chúng ta nếu thầy chấm mình điểm không hài lòng mình phải nói là điểm con đáng nhẽ phải là 7 điểm chứ không phải là 5 điểm như thầy được. Những cái mốc như vậy nếu mà con làm được thì các bạn ấy sẽ rất tự tin. Sau đó thì có thể là chúng ta sẽ để các bạn ấy đặt cái mục đích nó lớn dần lên. Không bao giờ đặt cái đích quá lớn được, nhưng mà tôi nói đối với đích thì các bạn biết rồi, mục đích muốn lớn bao nhiêu cũng được. Nhưng mà để mà học được cách đặt được mục tiêu thì chúng ta cũng phải gọi như là nó đặt nó cao dần lên thôi. Không, ngay đầu tiên đã đặt những cái mục tiêu nó không khả thi. Tôi nghĩ tôi không muốn nói chuyện này, không có tên, nhưng rất nhiều phụ huynh đã đặt những sức ép quá lớn lên con, nó phải làm những việc mình nhìn thấy nữa kinh rồi. Các bạn cứ để lòng đi thì các bạn sẽ rất ngạc nhiên là chúng nó làm được những việc mà mình không thể tưởng tượng. Cái kinh nghiệm tôi 30 năm ở quản trị thì tôi thấy rằng cái tiềm năng của con là vô cùng to lớn. Nếu chúng ta để lên, chúng ta hỗ trợ động viên kịp thời, cái chữ kịp thời đó rất là quan trọng. Phải biết khi nào nó có vấn đề. Cái này thì chúng tôi rất mong muốn được hợp tác cùng nhà trường, bởi vì là nói thế thôi, các vị là biết hàng ngày, mặc dù bên Anna cũng là theo dõi rất chặt nhưng không cách nào mà bằng các vị để biết hàng ngày cái gì đang xảy ra, tâm lý, tâm trường có những vấn đề gì. Khi mà chúng ta cần, các bạn cần có mặt. Thì đến những triết lý đào tạo của FUNiX mà cũng chia sẻ rất là đơn giản thôi. Một là các bạn phải hỏi, rất là cái này nó gọi là, nếu mà dịch cái tiếng Anh nó gọi là active learning, học tích cực, học tích cực, nó hỏi nhiều thôi chẳng có gì cả. Đấy, còn đúng là bảo đảm được rằng là hỏi lúc nào cũng được trả lời. Đấy, rồi thứ hai là việc của chúng ta là phải giúp hoạch định những kế hoạch để con, và dỗ tiếng Anh là motivation, tiếng Anh là dỗ để các con có thể đạt được mục tiêu đấy tự mình. Không, nếu mà nó lúc mà các bạn ấy cảm giác các bạn tự làm được nó sướng, nó kiểu như là nó, và cái ghi nhận những cái thành tích đấy thì nhà trường cũng rất muốn cùng với lại các phụ huynh cùng nhau để ghi nhận con những cái thành tích rất là nhỏ thôi, chứ đừng đợi đến một cái thành tích phải lớn là phải tốt nghiệp nên những cái bài tập nó làm được, cái nó vượt qua được cái khó khăn của nó thôi là mình đã phải ghi nhận rồi. Nếu nhà trường không biết thì phụ huynh báo lên cho trường thì trường sẽ khen ngợi. Thì đối với các bạn ấy, khen ngợi tập một cách kịp thời làm cái động viên tốt nhất để các bạn có thể đi tiếp được. Còn cái đích cuối cùng mà chúng tôi muốn thực sự khi mà các con, đây là những bạn, đây đa phần là phụ huynh đang chờ của tôi, thì khi ra ngoài đi hết lớp 12, tôi đi nói lại lớp 12. Thành công là gì? Các con đã tự quyết định được. Bây giờ con đã biết rồi, con sẽ học cái gì và con sẽ học như thế nào. Nếu mà làm như vậy thì chúng tôi cũng rất là mãn nguyện, thực sự mà nói. Là thực ra khi lớp 12 đã 18 tuổi rồi, về cơ bản đã là một thanh niên trưởng thành. Mà tôi cũng rất vui khi mà có những học sinh làm xong mà không, em muốn đi làm 2 năm rồi, em đã thuyết phục được bố mẹ em cho em đi làm 2 năm rồi em mới học tiếp. Để thì những cái đấy là những cái điểm mà tôi nghĩ rằng mong cái môn chúng ta còn cơ hội trong ngành, khi mà đã nắm vững, làm chủ được công nghệ thông tin, làm chủ được máy tính, làm chủ được những cái công nghệ mới, thì tôi nghĩ cơ hội là không giới hạn trong bất cứ ngành nghề nào nhé. Không phải học công nghệ thông tin là sẽ làm công nghệ thông tin. Bạn bây giờ làm nhưng không có ngành nào mà không có công nghệ thông tin, nó lại không đóng cái vai trò căn bản. Chúng ta nghe nói rất nhiều chuyển đổi số chứ không chuyển được, vì sao? Bởi vì cái ông đấy cũng biết. Chứ còn nếu ông đang ngành xây dựng ông biết công nghệ thông tin thì ông sẽ biết cách làm như thế nào. Ông ngành bác sĩ mà ông nắm vững công nghệ thông tin thì ông như thế nào. Ông làm kiến trúc, ông làm kỹ sư cầu đường, tất cả những đó mà không có người tin thì cái tương lai nó sẽ bị thu hẹp đi rất là nhiều. Đấy, còn lại cuối cùng thì cũng muốn, cái này nó không liên quan lắm đến FUNiX, không học tập, cái này chia sẻ với lại phụ huynh tôi là một điều rất quan trọng là phải luôn luôn nhắc các con tập thể dục. Cái này bởi vì gặp ai tôi cũng phải nhắc, bởi vì nhiều khi nó muộn quá rồi, đến lúc vào đại học hoặc đi vào công ty rồi mà nó yếu. Thực ra yếu là không làm việc được. Năng suất lao động phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe. Đâm ra là các anh ở nhà bất cứ thời gian nào là yêu cầu các con tập thể dục. Thể dục tôi không cần thể thao, thể dục tức là cứ tập, mà quan trọng nhất là phải đều đặn. Nó giống như FUNiX thôi. Nếu muốn thành công thì ông phải ngày nào cũng làm. Nếu muốn con khỏe mạnh thì ngày nào cũng làm. Cố gắng tạo những cái dễ nhất để chúng ta không có những cơ, tức là những cái không đòi hỏi những điều kiện quá nhiều để xong chúng ta lại có cớ để mà không làm. Trong nhà mà có cái gọi như là kéo đẩy hoặc là xà đơn già kép máy chạy gì đấy thì được, tạo được một cái thói quen đấy cho con. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo cho các con cái thói quen là học từ internet, thói quen bí gì thì đi hỏi, thói quen là cần thì tìm kiếm. Đấy, thì các vị cố gắng tạo con thói quen về thể lực, tức là tự tập thể dục hàng ngày cho mình, tự giữ gìn vệ sinh cho mình, tự cái đó. Thì rất tiếc là nhà trường, các nhà trường bây giờ cũng không chú trọng lắm, mà cái đấy phải là gia đình. Nhưng mà gia đình làm được việc đó thì tôi nghĩ rằng là các con sẽ trở nên những người rất là tự lập. Và tôi nghĩ rằng là phụ huynh, đối với phụ huynh thế là mong muốn nhất rồi. Sau này các bạn ấy tự xác định con đường của các bạn ấy tự tin đi vào cuộc sống, thì đấy là cái mong muốn. Rồi, xin cảm ơn tất cả các phụ huynh, cảm ơn MC. Em xin cảm ơn anh Nam ạ. Cảm ơn những chia sẻ của anh giúp cho phụ huynh của chúng ta có những định hướng tốt hơn, hướng đến ba mẹ có thể cộng tác tốt hơn và hỗ trợ động viên con kịp thời. Và điều quan trọng nhất là phải đảm bảo sức khỏe, phải không ạ? Bên cạnh đó thì xin cảm ơn anh Nam về câu chuyện truyền cảm hứng với tinh thần tiên phong Khi mà anh kể về con đường ra đời của đứa con tinh thần đó là FUNiX thì gắn liền với cái quá trình ra đời đó cũng là trọng tâm mà FUNiX cũng đến, đó là việc học không bằng hỏi. Thì để hiểu rõ về những điểm nổi bật của FUNiX Way tiếp theo sau đây, em xin phép được mời anh Hoàng Văn Cương, phó giám đốc của FUNiX, sẽ giới thiệu về chương trình đào tạo học tập tại FUNiX và một số lộ trình học tập phù hợp cho các bạn học sinh trong lứa tuổi phổ thông. Xin phép mời anh Cương ạ. Cảm ơn Hana Diễm My và xin được chào các anh chị phụ huynh. Tôi rất là vinh dự được tiếp lời của anh Nguyễn Thành Nam. Thực ra thì phần trình bày vừa rồi của anh Nam thì cũng đã chia sẻ một cách rất là rõ ràng về phương pháp đào tạo của FUNiX, bởi vì nó cũng rất là mạch lạc và dễ hiểu. Thay mặt cho đội ngũ cán bộ, mentor và Hana tại FUNiX thì trước hết tôi cũng một lần nữa muốn được gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh chị vì sự đồng hành và hỗ trợ của các anh chị. Chúng tôi cũng hiểu rất là rõ rằng là cái việc đồng hành cùng con học tập trực tuyến online trong khoảng 2 năm vừa qua, tình hình dịch bệnh đã là một cái sự khó khăn vất vả rồi, nhưng việc đồng hành cùng con trong một cái môi trường học tập mà đòi hỏi cái sự chủ động rất là lớn như ở FUNiX thì chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều khó khăn. Thì sự đồng hành và hỗ trợ của các anh chị nó là một cái nguồn động viên rất là lớn, và anh Nam thì vẫn rất nhắc nhở chúng tôi đấy là các phụ huynh chính là Hana thứ hai, cùng đồng hành cùng với nhà trường dìu dắt, là những dỗ viên từ của các con mới lọt lòng, mới lọt lòng, bắt đầu bước chập chững đầu tiên để đi học. Thì cũng như vừa rồi anh Nguyễn Thành Nam chia sẻ với các anh chị là đối với chúng tôi ở FUNiX thì cái có nghĩa là cái hạnh phúc lớn nhất, cái thành công mà cái mà chúng tôi mong mỏi nhất đấy là các bạn khi đến cái thời điểm hết lớp 12 thì các bạn có thể tự quyết định được tương lai của mình. Có bạn thì các bạn sẽ đi làm, có bạn thì sẽ tiếp tục học tiếp đại học trong nước hoặc nước ngoài, có rất là nhiều con đường. Thì một trong những nhiệm vụ của chúng tôi khi đã tiếp nhận các bạn vào học tập tại FUNiX đấy là bày ra những cái lộ trình như thế, càng nhiều sự lựa chọn càng tốt, càng nhiều con đường càng tốt, để các bạn có thể có tùy theo những hoàn cảnh, tùy theo những mong muốn, tùy theo những dự định của cá nhân các bạn cũng như gia đình để đưa ra được những cái lộ trình thích hợp nhất. Thì hôm nay tôi xin phép dành khoảng 10 phút chia sẻ với các anh chị một chút thông tin, đặc biệt là những hoạt động mà FUNiX đã tích cực triển khai trong năm 2021 vừa qua để xây dựng một số cái lộ trình học tập phù hợp cho các bạn học viên, trong đó đặc biệt có các bạn học viên ở trong cái lứa tuổi phổ thông. Khi mà nói đến lộ trình thì chúng tôi nghĩ rằng là một điều rất là quan trọng đấy là xác định mục tiêu học tập. Mục tiêu thì tất nhiên sẽ có những mục tiêu gần, mục tiêu xa, nhưng khi chúng ta nói đến mục tiêu thì nói đến lộ trình, thì có nghĩa thì chúng tôi nghĩ rằng là phần lớn các bạn học sẽ có hai cái nhóm mục tiêu lớn nhất. Nhóm mục tiêu đầu tiên là học để đi làm, đặc biệt là đối với những bạn mà chuẩn bị bước vào cái độ tuổi lao động. Nhóm thứ hai là học lên để lấy bằng. Thì năm 2021 vừa rồi FUNiX cũng đã làm rất là nhiều việc để làm sâu sắc hơn, cụ thể hóa hơn các cái lộ trình này. Đối với cái nhóm thứ nhất là học để đi làm thì tôi có thể khẳng định với các anh chị là năm 2021 vừa rồi là một năm mà cái hoạt động hợp tác doanh nghiệp của FUNiX diễn ra một cách hết sức là sôi động. Chúng tôi mở rộng mạng lưới các đơn vị đối tác, và không phải chỉ là trong số các công ty truyền thống về công nghệ thông tin mà mở ra rất là nhiều các công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau để tiếp nhận các bạn. Và rất là nhiều bạn sau quãng thời gian học tập chỉ 6 tháng, 8 tháng đến 1 năm tại FUNiX thì đã ra đi làm ở rất nhiều các vị trí công việc khác nhau. Đây là cái điều đầu tiên mà chúng tôi đang rất là tích cực triển khai, đồng thời là cá thể hóa cái lộ trình này, không phải chỉ là chung chung là học ra sẽ đi làm mà là học ra để làm vị trí gì, ở trong lĩnh vực nào, công ty nào. Đấy là cái điều đầu tiên xin phép chia sẻ vắn tắt với các anh chị. Một cái điểm cũng rất là quan trọng trong năm 2021 vừa rồi là chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với các công ty để đạt cái sự để có một cái sự công nhận rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp đối với cái chương trình đào tạo của FUNiX. Và vào ngày 19 tháng 8 năm 2021 vừa rồi thì chúng tôi có tổ chức một cái đại hội quy tụ khoảng gần 200 đại biểu đến từ rất nhiều các công ty, các doanh nghiệp có sử dụng nhân lực của ngành công nghệ thông tin, nhân lực học công nghệ thông tin ra. Và các doanh nghiệp thì đều đã chung tay ký vào một cái bản cam kết mà các anh chị có nhìn thấy ở đây, bản cam kết online về việc là sẽ cam kết tuyển dụng dựa trên năng lực và thái độ của ứng viên, chứ không phân biệt đối xử về bằng cấp, về vùng miền, về cái loại hình đào tạo. Và một cái thực tế như tôi vừa chia sẻ là có rất là nhiều bạn, các bạn chỉ học một chứng chỉ, 3 chứng chỉ tại FUNiX ra là đã có thể đi làm, nhận được những vị trí công việc tại các doanh nghiệp rồi. Đây là một cái điều mà chúng tôi rất là tự hào là có cái sự công nhận rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp với cái chương trình đào tạo của mình. Các bạn học xong FUNiX ra mình tự tin bước chân vào trong ngành công nghệ thông tin càng sớm càng tốt. Một cái điểm cũng rất là quan trọng mà chúng tôi cũng đang rất là nỗ lực triển khai bên cạnh cái việc là phát triển cái hệ sinh thái các doanh nghiệp đối tác tìm kiếm đầu ra cho học viên, thì trong năm 2021 vừa rồi các bạn chúng tôi cũng đẩy mạnh cái việc là tăng cường cái sự hiện diện của doanh nghiệp trong cộng đồng học viên của FUNiX bằng rất là nhiều hoạt động doanh nghiệp hiện diện ngay từ những ngày đầu tiên các bạn tham gia cái lễ khai giảng hàng tuần, tối thứ hai là đã có sự có mặt của doanh nghiệp rồi, rồi các hoạt động liên tục trong tuần, tối nào cũng sáng đèn ở trên Zoom và rất nhiều hoạt động có sự tham gia của doanh nghiệp. Ví dụ chẳng hạn chúng tôi đang triển khai một cái chương trình game show về tuyển dụng giống như là chương trình Cơ Hội Cho Ai ở trên truyền hình, nơi mà các bạn ứng viên có thể tham gia để được gặp mặt trực tiếp các sếp đang là đại diện của các doanh nghiệp, cũng như là được học cái cách mà tham gia các cuộc phỏng vấn tuyển dụng và để làm dạn dĩ hơn. Hiện nay thì những chương trình hình thức như vậy thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu để mở rộng sang cho cả các bạn trong cái độ tuổi phổ thông có thể tham gia để tìm kiếm những cái cơ hội, nếu mà các bạn sẵn sàng tìm kiếm những cái cơ hội có thể không hẳn là công việc chính thức mà có thể những vị trí thực tập để tìm hiểu về các doanh nghiệp mà các bạn có thể tham gia sau khi ra trường, cũng như những cái chương trình kết nối các bạn có thể, chúng tôi cũng đang thai nghén một số ý tưởng kết nối doanh nghiệp gần gũi hơn với sinh viên thông qua những hoạt động giống như những chương trình sư phụ đệ tử mà có thể sẽ có những cái bậc mentor, đàn anh đàn chị trong doanh nghiệp để dìu dắt một nhóm một vài học viên nhỏ, chia sẻ với các bạn về những gì cần phải chuẩn bị, lộ trình, những cái thứ cần phải chuẩn bị về kỹ năng, về kinh nghiệm trước khi các bạn ra trường. Thì đây là một trong những hoạt động mà chúng tôi cũng đã và đang cố gắng làm dày đặc thêm trong cái quá trình học tập tại FUNiX. Các con không chỉ là ngồi học tập online trên ghế nhà trường. Thì đấy là cái nhóm đầu tiên liên quan đến việc đi làm. Còn đối với cái việc học để lấy bằng thì chúng tôi đang hợp tác với rất là nhiều các cái trường đại học đối tác công nhận các cái tín chỉ của FUNiX, không phải chỉ là các cái trường đại học ở trong nước mà kể cả các trường đại học nước ngoài nữa. Thì đối với cái nhóm các trường đại học đối tác như thế này thì bên cạnh thì hiện nay là nếu với các bạn mà có nhu cầu học chuyển tiếp lấy bằng đại học thì chúng tôi trong năm 2021 vừa rồi đã ký kết hợp tác với cả hai trường đại học đối tác ở nước ngoài là trường đại học City University của Mỹ và trường đại học Deakin của Úc. Đây đều là những cái trường đối tác rất là thân thiết và có những cái sự công nhận đối với các bạn chương trình tín chỉ mà các bạn học tại FUNiX. Ví dụ chẳng hạn như trường đại học City University of Seattle của Mỹ thì các con có thể học xong 7 chứng chỉ tại FUNiX thì được công nhận tương đương 2 năm đầu học ở Mỹ, và có thể khi đó các bạn chỉ cần học nốt 2 năm nữa thôi là các bạn đã có thể nhận được cái bằng đại học của Mỹ rồi. Tương tự như vậy với cái chương trình của đại học Deakin của Úc thì các bạn cũng sẽ học 2 năm đầu online với cả FUNiX, rồi sau đó chuyển tiếp học thêm 1 năm rưỡi đến 2 năm nữa để lấy được bằng đại học Deakin của Úc. Thì đây là một cái cơ hội rất là lớn. Nếu như mà các con trong quá trình học phổ thông mà mình cứ túc tắc mỗi 1 năm mình học 1-2 chứng chỉ thì đến cái thời điểm mà các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông, hoàn thành xong 7 cái chứng chỉ đầu tiên tại FUNiX thì khi đó các bạn chỉ cần mất thêm từ 1 năm rưỡi đến 2 năm nữa để lấy được cái bằng đại học ở các cái trường đại học nước ngoài. Bên cạnh những cái chương trình đại học lấy bằng truyền thống của trường đại học FPT và trong năm 2022 này thì chúng tôi cũng đang lên kế hoạch để tiếp tục tìm kiếm thêm các trường đối tác tốt ở các cái nước như là Anh, ở Nhật, ở Canada, bên cạnh thêm một số trường đối tác ở Việt Nam nữa. Thì đó là một số cái chia sẻ thêm với các anh chị về cái lộ trình. Chúng tôi cho rằng là những cái lộ trình này thì không hẳn chỉ là do phía FUNiX chúng tôi kiến thiết ra, xây dựng lên những lộ trình như thế, mà chính bản thân các con trong quá trình học các bạn đã có những cái sự kết nối rất là chủ động. Và chúng tôi nhìn thấy rất nhiều bạn trong quá trình học tích cực chủ động tìm kiếm, trao đổi, kết nối với mentor, hỏi han mentor Hana, và chính các bạn đã nắm được rất là nhiều những thông tin như thế này. Thì cái buổi ngày hôm nay đây một lần nữa thì thay mặt cho cán bộ mentor Hana tại FUNiX, tôi xin phép chia sẻ thêm với các anh chị một số cái thông tin liên quan tới những cái cơ hội, những cái lộ trình mà các con có thể tham khảo, gia đình có thể tham khảo trong quá trình học tập FUNiX. Cuối cùng thì xin được cảm ơn tất cả các anh chị đã đồng hành cùng với cả FUNiX trong việc là tạo ra một cái môi trường học tập tích cực và chủ động cho các bạn học viên. Đúng nghĩa với một cái chữ là học tập chủ động thì chúng tôi nghĩ rằng là cái con đường lựa chọn cũng là một con đường rất là chủ động, và FUNiX sẽ cố gắng tạo ra rất là nhiều những sự kết nối và những cái cơ hội để các bạn có thể chủ động tìm kiếm thông tin để xây dựng một cái lộ trình phù hợp nhất cho cá nhân mình và cho các bạn, cho cá nhân các bạn, như phù hợp nhất với các bạn và gia đình các bạn nữa. Thì đó là một số cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Xin phép là được tạm dừng cái phần vì thời gian có hạn để dành thêm cho cái phần chia sẻ thêm về các xin lỗi, dành thêm cho phần thời gian dành cho phần tương tác và hỏi đáp trước khi chúng ta chuyển sang các phần tiếp theo của chương trình. Thì xin tóm tắt lại là cái lộ trình về học tập chuyển tiếp đi nước ngoài hiện nay chúng tôi đang có như thế, và trong năm 2022 này sẽ tiếp tục có thêm những cái chương trình liên kết hợp tác với một số trường đại học của hiện nay cũng đã có, ví dụ trong cái slide này các anh chị nhìn thấy thì một số trường đại học của Nhật như đại học Gunma, đại học Shinshu, một số trường đại học của Anh, của Úc, những trường mà chúng tôi đang trao đổi để nâng cái số lượng môn mà các bạn công nhận của FUNiX lên.